Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, đồng chí Phó Giáo sư Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tới dự và trao giải thưởng Khoa học và Công nghệ Hoa lư tỉnh Ninh Bình lần thứ 3, Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ 11 và Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên và nhi đồng tỉnh Ninh Bình lần thứ 14. Cùng dự có đồng chí Tống Quang Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng xét tặng giải thưởng Hoa lư, Trưởng ban Tổ chức Hội thi, Cuộc thi tỉnh. Lãnh đạo Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam, Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam, lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh, các huyện thành phố, doanh nghiệp, đoàn thanh niên, trường học và các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải. Giải thưởng Khoa học Công nghệ Hoa lư tỉnh Ninh Bình được tổ chức định kỳ 5 năm một lần, Hội thi sáng tạo kỹ thuật 2 năm một lần, Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên và nhi đồng mỗi năm một lần được tổ chức trên phạm vi toàn tỉnh. Qua công tác tuyên truyền, vận động, với sự quan tâm tạo điều kiện của đơn vị địa phương, các trường học trong đầu tư nghiên cứu khoa học, do vậy số lượng các công trình, giải pháp, mô hình, sản phẩm tham gia giải thưởng, hội thi, cuộc thi tăng qua các năm với chất lượng không ngừng được nâng lên. Từ 53 công trình tham gia, Hội đồng xét tặng giải thưởng Khoa học và Công nghệ Hoa lư lần thứ 3 đã lựa chọn ra 21 công trình, trong đó 2 công trình đạt giải A, 5 công trình đạt giải B, 6 công trình đạt giải C và 8 công trình đạt giải khuyến khích. Đối với Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Ninh Bình lần thứ 11, từ 57 công trình giải pháp dự thi đã chọn ra 30 công trình để trao giải, trong đó 2 giải nhất, 6 giải nhì, 8 giải ba và 14 giải khuyến khích. Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên và nhi đồng tỉnh lần thứ 14 nhận được 247 mô hình sản phẩm tham dự. Ban tổ chức đã chọn 64 mô hình sản phẩm để trao giải, trong đó có một giải đặc biệt, 3 giải nhất, 6 giải nhì, 20 giải ba, 30 giải khuyến khích và 4 giải phụ. Từ những mô hình sản phẩm đạt giải cấp tỉnh, ban tổ chức đã lựa chọn 15 mô hình sản phẩm tham gia cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ 19 và đã giành một giải nhất, 2 giải khuyến khích. Tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Minh Huấn đã trao giải đặc biệt của cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên và nhi đồng cho nhóm tác giả Bùi Nguyễn Mạnh Hùng, Đinh Phương Dung, trường Trung học phổ thông Ninh Bình Bạc Liêu và Bùi Nguyễn Quang Đạt, trường Tiểu học Nam Thành, thành phố Ninh Bình với mô hình sản phẩm sử dụng nano Bebergin thay thế kháng sinh phòng trị bệnh phân trắng cho tôm. Trao 2 giải A của giải thưởng Khoa học Công nghệ Hoa lư cho giải pháp ứng dụng kỹ thuật nhuộm hóa mô miễn dịch xác định hai nhóm ung thư biểu mô tuyến vú có thụ thể nội tiết dương tính và âm tính tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình của nhóm tác giả Phạm Tiến Lực, Lê Hoài Như, Nguyễn Lê Hưng, Phạm Văn Thống, Ngô Thị Thảo, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình và công trình công nghệ đúc bi hợp kim bằng khuôn kim loại của nhóm tác giả Lã Đức Giang, Nguyễn Ngọc Thắng, Lê Văn Thường, Nguyễn Thị Tuyết Mai, Công ty trách nhiệm hữu hạn Cơ điện Ninh Bình. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Quang Ngọc và đồng chí Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam trao 2 giải nhất của hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh cho giải pháp đồ gá quay cắt ống thép ứng dụng trên máy cắt plasma của nhóm tác giả Nguyễn Hồng Thắng, Đào Đình Trung, Cao Thế Bình, Lê Văn Phi, Nguyễn Phương Tùng, trường Cao đẳng nghề Lilama và giải pháp thiết bị hút liệu NT500 của nhóm tác giả Lê Văn Thường, Vương Đình Long, Đỗ Quang Thận, Trần Văn Đàn, Quách Thanh Bình, Công ty Cổ phần Cơ khí Moon Group. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Tống Quang Thìn và lãnh đạo Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam trao 3 giải nhất của cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên và nhi đồng cho mô hình hệ thống dịch vụ thông minh, tiện ích, phục vụ các nhu cầu thiết yếu về học tập và quản lý việc chi tiêu của học sinh sinh viên trong nhà trường của nhóm tác giả Bàng Nguyên Phong, trường Trung học phổ thông Hoa lư A, Lê Duy, trường Trung học phổ thông Gia Viễn A. Mô hình sản phẩm két bảo mật 4.0 của nhóm tác giả Phạm Nam Hưng, Phạm Tín Dũng, trường Trung học phổ thông Hoa lư A và mô hình hệ thống vớt rác tại các cửa cống sông ngòi của nhóm tác giả Mai Đức Anh, Đoàn Thị Tường Vi, Phan Thái Sơn, Mai Minh Đức, trường Trung học cơ sở Lý Tự Trọng, Phan Thị Thu Trang, trường Trung học phổ thông Đinh Tiên Hoàng. Các thành viên hội đồng xét tặng giải thưởng Hoa lư và ban tổ chức hội thi, cuộc thi đã trao các hạng mục giải thưởng. Những công trình, giải pháp được trao giải đã và đang được triển khai ứng dụng có hiệu quả trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Các mô hình, sản phẩm đều có khả năng áp dụng cao vào thực tiễn cuộc sống xã hội, góp phần tích cực vào phát triển và tăng trưởng kinh tế xã hội của tỉnh.
Qua đây, chứng tỏ phong trào nghiên cứu, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ đang diễn ra sôi nổi trong thực tiễn cuộc sống và hoạt động sản xuất kinh doanh, thể hiện khả năng nghiên cứu khoa học và tư duy sáng tạo của các tác giả, đồng tác giả, qua đó khẳng định sự nỗ lực vươn tới đỉnh cao khoa học kỹ thuật, làm chủ công nghệ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Cũng tại buổi lễ, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tặng bằng khen cho 6 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, vận động hưởng ứng các giải thưởng, hội thi và cuộc thi. Để tiếp tục động viên, phát huy khả năng lao động sáng tạo của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, thay mặt Hội đồng xét tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Hoa Lư, Ban tổ chức hội thi, cuộc thi đã phát động Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Hoa Lư tỉnh Ninh Bình lần thứ 4, Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Ninh Bình lần thứ 12 và Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên và Nhi đồng tỉnh Ninh Bình lần thứ 15. Tiếp đó, em Đinh Hoàng Bảo Yến, trường Trung học Phổ thông Nho Quan A, ông Phạm Tiến Lực, trưởng khoa giải phẫu bệnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, phát biểu hưởng ứng giải thưởng và các cuộc thi, hội thi.